Nha. Để chúng ta tiếp tục xử lý cái lỗi này nha các bạn ha. Đó. Thì cái việc mà anh quay cái quá trình xử lý cái lỗi này thì để cho các bạn có kinh nghiệm mà chúng ta học hỏi mà chúng ta xử lý nha. Ở cái này đọc có nghĩa là về về bản chất khi mà chúng ta truyền từ bên kia qua thì được, nhưng mà đọc cái thể đọc nó trong cái bộ nhớ EEPROM lại không được ha. Đọc trong bộ nhớ EEPROM lại không được. Ok. Để coi thế tại sao như vậy, mình phải coi thế là để câu hỏi tại sao là như vậy đúng không? À, sau bây giờ anh đưa nó vào trong cái sự kiện này, giả sử bây giờ anh cái sự kiện mà đọc cái bộ nhớ này, thì anh cho nó trong cái 10 giây anh đọc, cho nó đưa vào nó trong cái sự kiện là 10 giây đi, đây này, à, cái sự kiện là 10 giây đi nha, đếm cửa này, được không? Gì đó. Biết sao chứ bạn, đọc đọc ra thì nó lại không đúng các bạn ha. Đọc ra thì nó lại không đủ. Ok. Ở đây nó có rất là nhiều cái thủ tục ha. Thôi bây giờ như ở đây nó có rất là nhiều cái cách ha. Nó có rất là ở đây nó có rất là nhiều cách để mình xử lý mình để mình xử lý để mình xử lý cái sự kiện mà đọc thẻ đúng không? Thì như bây giờ anh xử lý mà anh cho nó như bây giờ chúng ta cho nó 10 giây, cho nó một cái biến đi, 10 giây mà nếu như 10 giây á gọi là cái biến là bay bay tt test đi, test bằng không. Chúng ta cho nó 10 giây mà nó đọc không được nữa à, thì mình biết tiến hành mình xử lý thêm một kiểu khác nữa, có rất là nhiều cách xử lý nha, là anh không nói là cách anh xử lý tối ưu nha, tuy nhiên là nó có rất là nhiều cách mình xử lý làm sao để đạt yêu cầu thôi à, nếu như gì đây nếu như đếm CB nó bằng mấy cho nó bằng 10 giây đi, 10 giây thì chúng ta mới làm gì đây bằng 10 đúng không, 10 giây thì mình mới đọc bộ nhớ một lần thử là nó được không nha các bạn ha. Bây giờ anh lấy lại nha, đây giờ nó thế này đúng không, và đưa vào này cái thẻ này luôn, đưa cái thẻ này vào đúng không, được rồi camera đó. Cái app đúng không, đây ví dụ anh đưa cái đưa thế như vậy đúng không? Sau 10 giây cái mã thẻ này nó vẫn sai các bạn ạ. Nó vẫn sai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó chỉ có 8 thôi đúng không? Nó chỉ có 8 thôi. Lại coi. Đúng không? Nó kêu rồi. Mình coi lại coi. Em thấy bình không đúng không? Đúng mà thế hay sai mà thế thì điều của mình không có đâu, điều đều phải bắt buộc. Kỳ vậy đó. Bây giờ anh chia cái này lại nha.
người đây này. Đó, giờ nói, giờ anh đói mà thế này đúng không? Anh đói cái mẹ thế này nha, đây nha. Đây là cái mẹ thế này đúng không? Đây là cái mẹ thế này đúng không nào? Đây là cái mẹ thế này đúng rồi. Đó, cái mẹ thế này tất nhiên là cái, nếu đúng cái mẹ thế này thì bây giờ bỏ làm quyết nó bật này. Bây giờ cái đó, nói chung là bản thân anh có rất là nhiều cách đúng không, nhưng mà anh cố nhá là xử lý cho nó tối ưu hết mức có thể. Rồi ok. Nói chung bây giờ thôi, bây giờ thì mình làm, còn mình gọi là gì, mình xử lý cồng kềnh một xíu à. Chúng ta gọi là chúng ta xử lý cồng kềnh một xíu à. Ok, chúng ta sẽ xử lý cồng kềnh một xíu nha các bạn ha. Mình sẽ không có comeback nữa, bây giờ chúng ta sẽ xử lý cồng kềnh một xíu, chúng ta không có dùng hàm comeback nữa. Đợi anh xíu nha, anh sẽ chúng ta sẽ xử lý cầu cầu cần cầm cầm cần một xíu đó. Là chúng ta sẽ dùng cái hàm get, chúng ta sẽ lấy cái data về ha. Ok, rồi chúng ta sẽ khi mà khởi động lên đó, thì chúng ta sẽ dùng cái hàm get và để chúng ta đẩy cái dữ liệu về, để chúng ta đẩy cái dữ liệu về về trên cái ok đây nha. Bây giờ anh có cái cú pháp hàm get đúng không? Đây, sau khi mà chúng ta kết nối vào wifi thành công đúng không nào, đây ha. Khi mà chúng ta kết nối vào hệ thống mình đúng không, kết nối vào wifi thành công, kết nối wifi thành công đúng không, đây thì mình đi đến cái sự kiện này đúng không, đó đây đây mình đến đây mình lấy mình đi ra đến cái sự kiện này đúng không, mình có là eHome đúng không, eHome này thấy chưa, cái trường này là cái trường không bắt chúng ta lấy là cái trường mình lấy cái trường mã thẻ đúng không, thì mình lấy về trường mã thẻ cho anh đây. Các bạn ghét cái trường mã thẻ, thông thường cái trường mã thẻ này khi nào có sự thay đổi cập nhật nó mới không bắt trở về đúng không. Bây giờ là mình chủ động khi mà kết nối wifi thành công á là mình không bắt luôn, chủ động khi mà kết nối wifi thành công là mình không bắt cái data luôn ha, để mình lấy cái mã thẻ luôn đó, copy cái đó ha. Ok mình đây ha, đây 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 là S mã thẻ đúng không, S mã thẻ đó ha, cái S mã thẻ này, cái này là kiểu string đúng không, string đây là chúng ta là get string đúng không, chúng ta in là get string. Ok đó là get string đúng không, đó mình lấy về mình không cần if đâu. Ok lấy về đúng không, đó mình lấy về đúng không, mình lấy về đúng không, mình anh để anh cầm bay cái lỗi không, mình lấy về rồi mình gửi qua kia đúng không, mình lấy về rồi mình gửi qua kia, mình gửi qua kia đây, nó kêu gì đây, nó kêu là gì, nó kêu dấu gì, nó kêu là gì đây, trước S mã thẻ, S mã thẻ nó S mã thẻ đúng không, if cái này phải có if mới được nha các bạn, sau khi bạn phải có if nó mới hiểu, không có if nó mới hiểu đâu, không có if đâu hiểu cái này thuộc này đúng không, đó chúng ta copy cái lệnh mã thẻ đúng không, đây là mã thẻ hay chưa, ok đây mình copy cái này chẳng chỉ là S mã thẻ chưa được mô tả đúng không, cho chúng chúng ta khai báo S mã thẻ nha, S mã thẻ đi ha. Đó ta có cái biến ở trong cục đi ha, đây và chúng ta dùng cái lệnh này đúng không, không có lỗi đúng chưa, chúng ta gửi cái này qua kia, chúng ta ghép chuỗi, chúng ta ghép cái chuỗi đúng không, ta gửi qua, ok chúng ta ghép cái chuỗi hình đúng không, đây đây chính là gì, thế thể đúng chưa, ta gửi qua đúng không, ta in ra màn hình ta coi luôn nha, đó C, Ctrl T đúng không, đó ta đi lên 1.000 mình thử coi sao mình luôn đây nha, nào vào nha, chúng ta nạp vào và để chúng ta trải nghiệm nha các bạn. Tức nghĩa là khi mà cái hệ thống nó kết nối vào wifi thành công đúng không, thì tự động nó sẽ lấy cái dữ liệu từ cái mã thẻ về để nó trả vào đây ha, để nhận diện được, tại vì chúng ta thấy là gì, tại vì chúng ta thấy là chỉ có cái việc mà từ cái nghĩa là từ cái việc mà cái việc là từ nó nhận dữ liệu từ đâu, từ ở trong cái file bay về nó mới gửi qua thì ok, nhưng mà đọc ra thì bộ nhớ là ra là không ok, có chúng tạm thời là tại đối với cái này chúng ta chấp nhận như vậy nha các bạn ha. Đó thì các bạn có thể tìm hiểu thêm, tự nhiên kiếm thêm nha, anh giới thiệu như vậy thôi. Đó.
Đấy nha. Để mình coi đây có nó thành công, mình coi có nó thành công, ta lấy dữ liệu này. Coi này. Thấy chưa? Mình gửi đây chưa? Ok, bây giờ anh em có thể mình quét thử đúng không nha? Được không nha? Ok, hết chưa? Đó. Ok, hết chưa? Đó. Thứ như ví dụ như cái thẻ này đúng không? Bây giờ chúng ta tiến hành lấy thẻ từ thẻ này, lấy thẻ này đúng không? Đây. Mình lấy mẹ thẻ này đúng không? Lấy mẹ cho thẻ này. Ok. Ủa sao có thể này nó chỉ có 4 bị 12 thật kỳ vậy ta? Lại lại coi. Thấy chưa? Đó. Bây giờ anh lấy cái thẻ này xong đúng không? Bây giờ anh quẹt thẻ đúng không? Mở cửa không nha? Ok, và như vậy chúng ta đã xử lý xong. Chúng ta xử lý xong cái vào được cái phần là gì? RFID ha, lưu mật khẩu các kiểu vân vân ha. Đó thì các bạn có thể từ đây anh chỉ dạy với giới thiệu như vậy đúng không? Thì các bạn có thể là gì? Các bạn xử lý thêm nha. Rồi bạn làm thêm rất là nhiều thứ nữa. Còn mấy trăm biến kia đó cũng rất là dễ dàng ha. Chúng ta có thể mô phỏng tín hiệu như vậy ha. Rồi xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.